Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán thính giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Theo Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, động đất làm rung chuyển cả một thành phố. Nhà cửa sập và hàng nghìn người bị mắc kẹt trong hẻm núi sâu nơi xảy ra trận động đất 8,1 độ Richter ở Luzhe, Tứ Xuyên. Dư chấn vẫn đang tiếp tục, trời đổ mưa to, đất đá ngổn ngang. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày hôm qua, 19 người vẫn mất tích và hơn 60 người bị thương. Một số tòa nhà ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn khoảng 220 km, xuất hiện những vết nứt lớn ở giữa. Một số cư dân cho biết, họ đã nhìn thấy các tòa nhà bị nghiêng đổ. Hơn 1.700 nhân viên cứu hộ cùng các trang thiết bị cứu hộ hiện đại nhất đã được nhà chức trách Trung Quốc huy động. Trên bộ, các đội cứu hộ của Quân Giải phóng Nhân dân và lực lượng cảnh sát vũ trang, chữa cháy, công an, giao thông, y tế, hỗ trợ thông tin liên lạc đã vượt sông núi tiến quân dũng cảm. Trên không, máy bay không người lái và máy bay trực thăng bay qua bay lại để phát hiện nguy hiểm, vận chuyển người bị thương và tiếp tế cứu hộ. Trên sông, tàu cao tốc, xuồng xung kích cưỡi sóng gió để tiến vào hòn đảo biệt lập đang bị kẹt. Vào tuần trước, gần thị trấn Mosi, huyện Luzhe, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, các nhân viên từ cầu đường Tứ Xuyên đang sửa chữa con đường dẫn đến khu thắng cảnh Hai Luo. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, cách tâm chấn của thị trấn Mosi khoảng 4 km, Chen Jikai, bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện Trình Hình Tứ Xuyên, đã hét lên khi thấy con đường phía trước bị chặn hoàn toàn bởi một trận lở đất. Sau đó, không do dự, anh dẫn 5 thành viên trong nhóm ra khỏi xe và đi bộ về phía tâm chấn. Sau khi vượt đèo Yajia Terrier ở độ cao gần 4.000m trong một đêm, cuối cùng họ cũng đến được Bệnh viện Nhân dân khu thắng cảnh Hai Luo, thị trấn Mosi. Các trang thiết bị y tế của bệnh viện bị hư hỏng nặng, cơ bản bị tê liệt. Chen Jikai và các thành viên trong nhóm của anh ấy nhanh chóng bắt đầu điều trị cho những người bị thương bằng thiết bị y tế mang theo một đội cứu hộ khác cũng lần đầu tiên đi bộ tới tâm chấn. Cách thị trấn Mosi không xa, những tảng đá chắn ngang đường cứu hộ của máy xúc và một số người dân địa phương bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trước tình hình nguy cấp đó, hơn 240 cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Gansu khi đến giải cứu đã không ngần ngại vào làng để tận tay khai quật đống đổ nát. 1, 2, 3, tay đeo găng, dùng tay nâng đá, dùng xẻng đào đất, cuối cùng cũng giải cứu được những khối đất đá và đã tìm thấy những người bị vùi lấp. Không quan trọng nếu tay bạn bị mòn, miễn là bạn có thể giải cứu những người bị mắc kẹt. Lu Du Tao, người đứng đầu lữ đoàn thứ 2 của đội cảnh sát đặc biệt thuộc Sở Công an tỉnh Gansu, khẳng định chắc nịch, tính đến 8 giờ 2 ngày sau đó, hơn 10.000 lực lượng cứu hộ, hơn 12.000 bộ trang thiết bị, 9 máy bay trực thăng các cấp, các địa phương đã được điều động. Lực lượng cứu hỏa đã giải cứu 286 người bị mắc kẹt và sơ tán 4.866 người. Các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng đóng quân tại Tứ Xuyên đã hỗ trợ di chuyển 5.995 người. Hai ngày sau, gần thị trấn Mosi, huyện Luzhe, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên, lực lượng cứu hộ đã đứng trên một cây cầu dựng tạm để chuyển vật liệu sinh hoạt cho dân làng bên kia sông. Tại làng Mosi, thị trấn Mosi, hạt Luzhe, đối mặt với những thác gành dưới chân họ và những người bị thương và bị ảnh hưởng lo lắng bên kia sông, các cảnh sát thuộc đội cảnh sát đặc biệt của Sở Công an tỉnh Gansu đã xây dựng một kênh sinh mạng bằng những thân cây và dùng dây thừng để nhanh chóng chuyển những người bị mắc kẹt. Dù rất sợ nhưng tôi không có thời gian để chần chừ. Những người bị thương ở phía bên kia đang đợi. Tu Zhen Quang Qiu, một cảnh sát tham gia cuộc giải cứu cho biết, các kênh cứu nạn bị phong tỏa nhiều nơi để cứu người trong cuộc chạy đua với thời gian. Các cuộc giải cứu tương tự liên tục được huy động lên phía trên những ngọn núi dốc với độ cao trung bình gần 3.000m. Một bức tranh giải cứu cuộc sống đầu tiên và dũng cảm tiến lên để cứu mạng người được hé lộ dưới chân núi Gonga và bên sông Yazu. Đội quân sát không quân Lao đến tâm trấn của hòn đảo bị cô lập vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó. Một UAV Wing Long 2 do Cục Quản lý Khẩn cấp điều động đã cất cánh từ căn cứ An Hun ở Quý Châu và đi thẳng đến khu vực động đất để tiến hành trinh sát chặt chẽ các thảm họa địa chất như hồ đập và lở đất trong khu vực động đất, đảm bảo thông tin liên lạc khẩn cấp cho lực lượng cứu hộ. Trên bầu trời phía trên khu vực bị động đất, máy bay không người lái bọ cạp hai đuôi và máy bay không người lái cứu hộ khẩn cấp Wing Long 2 giờ đã được điều động nhiều vòng để xây dựng mạng lưới liên lạc khẩn cấp trên không, gửi lại hiện trường thảm họa trong thời gian thực, hỗ trợ trung tâm chỉ huy trong việc lập lịch và phục vụ đội cứu hộ, lắp ráp và cứu hộ để cung cấp thiết bị bảo vệ. Đội bay không người lái nhanh chóng liên lạc với những người sống sót thông qua loa phóng thanh và yêu cầu họ thiết lập các biển báo nổi bật trong khu vực an toàn để tiết kiệm thể lực và chờ đợi được giải cứu. Đồng thời, thông tin liên quan về hiện trường được đẩy lên không trung cho đội giải cứu. Ngay sau đó, hai người sống sót đã được giải cứu thành công. Mạng lưới thông tin bị chia cắt, mất điện và đường cũng bị cắt. Trận động đất đã biến thị trấn Cao Ke ở quận Hinian thành một hòn đảo biệt lập.
lực lượng cứu hộ chỉ có thể tiếp cận thị trấn Angganting bằng đường thủy, sau đó đi bộ từ 6 đến 8 giờ. Lúc này, dư chấn liên tục xảy ra, tiếp tế thiếu hụt, người bị thương bị mắc kẹt trong đêm mưa lạnh. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương. Chẳng bao lâu sau, sân vận động Hilltop của trường trung học cơ sở quận Himeia đã được mở ra như một điểm cất và hạ cánh tạm thời cho các máy bay trực thăng của dịch vụ cứu hộ hàng không quận Himeia để hỗ trợ cho lực lượng không quân hùng hậu. Khi máy bay trực thăng tiếp tục cất cánh và hạ cánh, những người bị thương và mắc kẹt đã được vận chuyển. Vào ngày hôm sau, những người bị mắc kẹt đầu tiên được sơ tán bằng trực thăng từ Hailu O đã đến thị trấn Mosi, hạt Luje. Vào sáng sớm, phóng viên đáp trực thăng từ huyện Himeia đến thị trấn Cao Ke từ trạm kiểm lâm China Southern Airlines. Trong khoang chứa đầy mì gói và lều cứu trợ thiên tai, cơ trưởng Subo có hơn 30 năm kinh nghiệm bay, nói với các phóng viên rằng cuộc giải cứu đang chạy đua với thời gian. Bay từ quận Himeia đến thị trấn Cao Ke mất khoảng 20 phút, rất nhanh. Ngày xảy ra trận động đất, chiếc máy bay chở 8 người bị thương nặng rời thị trấn Cao Ke. Đèn trong bệnh viện không bị tắt và tất cả nhân viên đang túc trực vào lúc 20 giờ 51 phút ngày hôm đó. Với tiếng khóc lớn, một em bé đã chào đời. Đây là em bé động đất đầu tiên được sinh ra ở vùng bị ảnh hưởng sau trận động đất Luje. Bé đứa con sơ sinh trên tay, sản phụ 26 tuổi chị Thiểm và các nhân viên y tế có mặt không khỏi xót xa. Tai họa là không thể đoán trước, nhưng nhìn thấy đứa trẻ chào đời an toàn cũng khiến chúng tôi hy vọng và xúc động. Cô Sha, người đang hồi phục sức khỏe cho biết, luôn sẵn sàng ứng cứu. Sau trận động đất, Bệnh viện Nhân dân huyện Luje, tỉnh Gansu sáng rực cả đêm, đèn cảnh báo của xe cứu thương động ở cổng liên tục nhấp nháy, người bị thương liên tục được đưa đến. Việc can thiệp tâm lý tại khu tái định cư cũng đang được thực hiện đồng thời. Trận động đất hôm qua thật khủng khiếp, tôi đã mơ thấy cảnh tượng vào ban đêm khi tôi ngủ. Bạn hãy nhắm mắt lại, thư giãn và hít thở sâu. Vào mấy ngày sau đó, trong một căn lều tại khu tái định cư tạm thời của quảng trường văn hóa ở làng Hai Hờ, thị trấn Simin, huyện Himeia, Quang Dong, một nhà tâm lý học từ Bệnh viện Nhân dân số 4 của thành phố Cha An đang tiến hành một đối một đánh giá sức khỏe tâm thần của một đứa trẻ 7 tuổi. Sau khi được hướng dẫn, em đã thoải mái hơn, không còn bị chấn động tâm lý nữa. Lũ lụt thi thể nằm la liệt trên phố ở Trịnh Châu vừa qua, một trận lũ lụt hiếm gặp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Sau khi lũ rút, đường xá bừa bãi, ngổn ngang hệt như khung cảnh của ngày tận thế. Từ những đoạn video đăng tải trên mạng, có thể thấy xác nạn nhân nằm la liệt trên đường phố. Chính quyền Hà Nam đưa tin có 25 người thiệt mạng và 7 người mất tích trong trận mưa lớn, trong đó có 12 người tử vong trên tuyến tàu điện ngầm số 5. Tuy nhiên, theo bản tin của đài RFA cho biết có ít nhất 20 người thiệt mạng trên tuyến tàu số 5 và nhiều người mất tích. Hiện tại, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục bùng phát trở lại và lây lan mạnh ở Trung Quốc. Lại thêm trận lũ lớn ở Hà Nam càng khiến người dân lo lắng, chưa hết lũ lụt đã lại đến dịch bệnh. Trước khi thảm họa xảy ra, cơ quan chức năng đã không kịp thời cảnh báo, cũng không áp dụng biện pháp ứng cứu hiệu quả khi thiên tai xảy ra. Do đó, người dân chỉ có thể tự tổ chức cứu nạn khẩn cấp. Sau trận lũ, lực lượng cứu hộ dân sự đã sử dụng các công cụ thô sơ, đơn giản để tìm kiếm qua một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước và cố gắng tìm những tài xế còn tia hy vọng sống sót. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, một thành phố rộng lớn như Trịnh Châu làm sao có thể tan hoang như vậy chỉ sau một trận mưa lớn. Với lưu lượng nước lớn và chảy xiết như vậy, nếu không phải do vỡ bờ, vỡ đập thì chính là do hồ chứa ở thượng nguồn lại bất ngờ xả lũ, chính là tai họa do con người gây nên. Xả lũ quá bất ngờ, cơ quan phòng chống thiên tai của Trịnh Châu đã đăng thông báo vào lúc 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau trên Weibo, nói rằng sẽ xả lũ lúc 10 giờ 30 sáng ngày hôm qua. Tuy nhiên, tính đến 21 giờ 34, mực nước của hồ chứa Thường Trang là 130.54m, cao hơn mực nước giới hạn của lũ 3.05m và đã giảm 70cm so với mực nước cao nhất ngày hôm đó. Đài RFA đưa tin, nhiều người đặt câu hỏi tại sao cơ quan chức năng xả lũ vào buổi sáng nhưng mãi đến khuya mới thông báo. Bà Vương, một cư dân ở Trịnh Châu nói rằng, chính quyền đã không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ, khiến tàu điện ngầm vẫn hoạt động như bình thường, do đó mới gây ra nhiều thương vong như vậy. Còn có video người dân Trịnh Châu quay lại vào trưa ngày hôm đó, tại trung tâm thành phố, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ, toàn bộ con đường bất ngờ bị ngập, chứng tỏ lũ không phải do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mà là do đột ngột xả lũ. Một số cư dân mạng than thở, mọi người ở Trịnh Châu đang khóc than, đang gào thét và tuyệt vọng, Trịnh Châu đang khóc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như trong khu vực đang hết sức phức tạp, việc cải thiện năng lực quốc phòng là điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng đang nhắm tới. Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng không ngoại lệ.
ngoài việc tăng cường xây dựng lực lượng cũng như trang thiết bị vũ khí cho không quân và lục quân, họ còn có những bước tiến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực hải quân nhằm đối phó với những biến động lớn trong khu vực. Nếu trước đây các nước này chỉ quan tâm tới việc xây dựng các hạm đội tàu nổi, thì giờ đây họ còn chú trọng thêm đầu tư mạnh vào lực lượng tàu ngầm, thứ vũ khí mà trước đây chỉ dành cho các siêu cường quốc. Vậy hiện nay trong các quốc gia Đông Nam Á này, năm nước nào được đánh giá là có lực lượng tàu ngầm hiện đại nhất? Và Việt Nam của chúng ta liệu có trong danh sách này hay không? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé! Đứng vị trí thứ 5 trong danh sách các quốc gia có lực lượng tàu ngầm hiện đại là Myanmar. Vài năm trở lại đây, Hải quân Myanmar được đánh giá là một hiện tượng lạ của khu vực Đông Nam Á. Chỉ trong vòng 10 năm, Hải quân quân đội Myanmar từ một lực lượng vô danh tại Đông Nam Á đã khiến cho cả khu vực thực sự ngỡ ngàng vì tốc độ phát triển của mình, cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. Minh chứng rõ ràng nhất cho quyết tâm thay máu lực lượng hải quân của Nebito đó là việc quốc gia này đã mua tàu ngầm INS Vindhya với lớp Kilo S-55 từ Hải quân Ấn Độ, cũng chính là chiếc tàu ngầm chiến đấu đầu tiên mà quân Myanmar sở hữu được. Tàu ngầm này có độ choán nước là 3.000 tấn, cùng khả năng mang theo tên lửa hành trình cực kỳ nguy hiểm, đó là tên lửa Kaplia. Loại tên lửa cho phép khai hỏa nhằm tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách lên tới 220 km. Tàu còn được trang bị động cơ diesel điện, có thể đạt tốc độ tối đa khi nổi là 10 hải lý trên giờ, còn khi lặn là 17 hải lý trên giờ. Bên cạnh đó, khả năng dự trữ hành trình khoảng 9.000 km và độ lặn sâu tối đa là 300 m. Về mặt hỏa lực, tàu có 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng mang theo 18 ngư lôi loại Type 53-56 hoặc Test 71-76 hoặc thủy lôi DM-1. Sau khi hiện đại hóa, INS Sindhuvir còn được tăng cường thêm về mặt sức mạnh với việc có thể phóng tên lửa hành trình 3M54 Kaplia qua ống phóng ngư lôi. Thời điểm trước đây, trong khu vực hải quân Myanmar thường không được đánh giá cao về vai trò trong cả hoạt động gìn giữ an ninh quốc gia, lẫn số lượng tàu thuyền các loại. Bởi lẽ trong suốt một thời gian dài, khoảng 60 năm, lực lượng hải quân nước này không có sự thay đổi trang bị đáng kể. Họ phần lớn là mua lại những tàu tuần tra nhỏ từ Mỹ, Singapore, Australia hay là Trung Quốc. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thể thay đổi. Từ năm 2010, Hải quân Myanmar cho ra mắt một loạt các tàu chiến thế hệ mới, hầu hết là do nước này tự đóng như khinh hạm Aung Gia và Kiasita. Bên cạnh đó là tàu hộ vệ tên lửa cùng với các loại tàu tấn công nhanh có mang theo tên lửa chống hạm. Tự chung lại với những con tàu vừa được nhắc tên phía trên, Myanmar rõ ràng là xứng đáng với vị trí top đầu, cụ thể là top 5 trong khu vực Đông Nam Á về số lượng tàu ngầm, năng lực của lực lượng hải quân. Đồng thời là cả về mặt công nghiệp quốc phòng phục vụ cho chế tạo các loại tàu chiến. Vị trí thứ tư chúng mình muốn nhắc đến quốc gia Malaysia giữ một vai trò vị trí quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Hải quân Malaysia với quân số khoảng 16.000 người được chú trọng đầu tư và trang bị nhiều loại tàu chiến do châu Âu sản xuất. Một hạm đội gồm có 47 tàu chiến các loại. Về tàu ngầm, Hải quân Malaysia hiện sở hữu nhiều tàu chiến hiện đại. Trong số đó có thể kể đến hai tàu ngầm tấn công diesel điện Lov Skopirin 1.700 tấn, một đề án của Pháp, 6 khinh hạm tên lửa Lov Goldwide. Các tàu hộ tống hay còn gọi là hộ vệ tên lửa loại Katuri của Đức, Lassamana của Ý và các tàu tuần tra xa bờ loại Kida được trang bị tên lửa chống hạm Harpoon. Hiện tại, các tàu chiến mạnh nhất của Hải quân Malaysia là hai tàu khinh hạm lớp Liqiu từ Anh. Tàu lớp Liqiu có chiều dài đến 106m, chiều rộng 12,75m, lượng choán nước là 2.270 tấn và với tốc độ tối đa là 28 hải lý trên giờ. Trên tàu lớp Liqiu này được trang bị nhiều vũ khí bao gồm một pháo hạm Beaufort 57 ly, hai pháo 30 ly, 2.4 tên lửa chống hạm Escort Block 2, 16 tên lửa phòng không Seawolf, 2x3 ống phóng ngư lôi B515. Ngoài ra, tàu còn có sàn đáp và nhà chứa máy bay trực thăng. Hiện tại, Malaysia đã và đang xây dựng chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân khi từng bước đổi mới toàn bộ các thành phần tàu, sẵn sàng thay thế tất cả tàu chiến và tàu ngầm đang có trong biên chế. Theo thông tin từ hải quân nước này, hiện đã mua lô tàu tuần tra ven biển cỡ nhỏ, dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm tàu ven biển, 3 tàu đổ bộ và bổ sung thêm 2 tàu Lord Scorpion. Mới đến vị trí thứ tư thôi mà đã thấy số lượng cùng những thông số kỹ thuật vô cùng khủng rồi đúng không nào?
lấy lại tinh thần chúng mình cùng tiếp tục với vị trí thứ 3 nhé. Vị trí này thuộc về Hải quân quốc gia Singapore với 38 tàu chiến các loại, trong đó có nhiều mẫu tàu chiến hiện đại. Đây cũng là điều khá dễ hiểu khi Singapore đầu tư mạnh tay cho Hải quân trong 10 năm trở lại đây. Họ sở hữu hạm đội tàu chiến mặt nước lẫn tàu ngầm có thể nói là hiện đại nhất khu vực. Lực lượng tàu ngầm được đánh giá là có số má mà hiện nay Hải quân Singapore đang sở hữu 6 chiếc tàu ngầm tấn công diesel điện. Trong đó, 2 chiếc lớp Archer và 4 chiếc lớp Challenger, cả hai loại đều do Thụy Điển chế tạo. Bên cạnh đó, Hải quân nước này cũng đang đặt hàng mua thêm đến 4 chiếc tàu ngầm lớp Invincible Type 218 SG từ Đức. Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2022. Chỉ riêng việc Singapore sẵn sàng chi gần 900 triệu đô cho mỗi chiếc tàu Invincible cũng đã thể hiện được quyết tâm tăng cường sức mạnh của Hải quân nước này, cũng như là việc phải đối phó với những thách thức an ninh có thể xảy ra trong tương lai. Mặt khác, phải kể đến đó là Challenger và Archer cũng đều đã hoạt động được trên 20 năm, giờ đã tới lúc chúng được nghỉ hưu. Ngoài ra, không thể không nhắc đến khinh hạm Formidable, được đánh giá là một trong những chiến hạm hiện đại bậc nhất Đông Nam Á. Formidable được đánh giá là có khả năng tàng hình rất cao, thậm chí còn được đánh giá là cao nhất thế giới hiện nay. Đến thời điểm hiện tại, Hải quân Singapore vẫn đang tiếp tục trang bị thêm một số tàu hộ tống, tàu tên lửa nhỏ, như 6 tàu hộ tống tên lửa lớp Victory do Đức sản xuất, 12 tàu tuần tra cao tốc lớp Felix do Singapore chế tạo. Vị trí thứ 2 thuộc về Indonesia, một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sau Thái Lan, xây dựng được cho mình lực lượng tàu ngầm một phần trong kế hoạch nhằm hiện đại hóa hải quân. Từ cuối những năm 1950 đến giữa những năm 1960, Hải quân Indonesia đã cho mình một biên đội tàu ngầm tấn công diesel điện gồm 12 chiếc, toàn bộ đều thuộc lớp Whisky do Liên Xô cũ chế tạo. Những chiếc tàu ngầm này chỉ được hoạt động cho đến đầu những năm 1990 thì đã bị loại biên. Khi đó, Hải quân Indonesia chỉ có đúng 2 tàu ngầm tấn công diesel điện Type 209 mua từ Đức, được mệnh danh là đất nước vạn đảo, xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh. Trong đó có cả lực lượng tàu ngầm luôn là mục tiêu của Jakarta. Bên cạnh kế hoạch mua các loại tàu ngầm từ nước ngoài, Hải quân nước này vẫn đang ấp ủ việc tự đóng mới các loại tàu ngầm diesel điện. Minh chứng rõ ràng nhất cho kế hoạch chính là mua mới 3 tàu ngầm tấn công lớp Chempoko từ Hàn Quốc trị giá khoảng 1 tỷ đô. 2 chiếc đầu tiên đã được bàn giao từ năm 2017-2018. Chiếc thứ 3 được đóng tại nước này theo một hợp đồng xác nhận chuyển giao công nghệ từ tập đoàn DSME. Tính đến thời điểm hiện tại, Hải quân Indonesia đang sở hữu 4 tàu ngầm tấn công, bao gồm một tàu ngầm lớp Chandrak, tàu ngầm Nagala 402 bị rơi ra ngoài khơi Bali vào tháng 4 năm 2021 và 3 tàu ngầm lớp Chambogo Jakarta có kế hoạch đóng thêm 3 tàu ngầm khác dựa trên công nghệ của Hàn Quốc. Và cuối cùng, vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng không ai khác chính là Hải quân Nhân dân Việt Nam. Quân chủng Hải quân nước ta có đầy đủ 5 ngôi sao biển, cụ thể là tàu ngầm, tên lửa chống hạm, tàu mặt nước, không quân hải quân và hải quân đánh bộ. Đặc biệt phải kể đến biên đội 6 tàu ngầm tấn công diesel điện lớp Kilo. Đề án 636.1 vô cùng hiện đại do Nga chế tạo đưa vào trang bị chiếc đầu tiên từ năm 2014. Những chiếc tàu ngầm này trang bị nhiều vũ khí được đánh giá là rất xuất sắc, lắp đặt những phiên bản sửa đổi mới thứ nhất của hệ thống tên lửa Club S, biến thể xuất khẩu của Kuiper, với cấp phiên bản cải tiến hơn của trạm thủy lực vượt bậc hơn. Những chiếc tàu ngầm này nằm ở vị trí thấp, tiếng máy chạy cực yên tĩnh, êm đến mức được nhận một biệt danh đó là hố đen. Thực tế, các nước láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng có loại tàu ngầm diesel điện này, cụ thể như Indonesia, thế nhưng đó là những chiếc tàu ngầm trong đề án 209 của Đức do Hàn Quốc hay do chính Indonesia tự đóng, không thể so sánh được với đề án 636.1 của Nga. Tàu nhỏ hơn từ 2 đến 3 lần, không có khả năng mang vũ khí tên lửa và có vẻ như lạc hậu về thiết kế. Nói chung, xét về tiềm lực, hạm đội tàu ngầm Việt Nam hoàn toàn vượt qua cả Indonesia, Malaysia và Singapore một cách đáng kể. So với nhiều quốc gia khác trong khu vực, lực lượng tàu ngầm Việt Nam được thành lập muộn hơn. Thế nhưng, với việc thành lập lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên năm 2013, lữ đoàn 189 đã đưa vào biên chế các tàu ngầm Kilo, đã mở ra một trang mới cho lịch sử phát triển của Hải quân Việt Nam. Đáng chú ý, các tàu ngầm Kilo của Việt Nam được đặt tên gắn với các thành phố lớn, cụ thể là Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu.
được đánh số hiệu từ 182 Hà Nội tới 187 Bà Rịa Vũng Tàu. Cũng cần phải nhấn mạnh thêm rằng dù sinh sau đẻ muộn nhưng Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á sở hữu các tàu ngầm có khả năng thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu từ đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Capabilis. Ví dụ rõ ràng nhất có thể nhắc đến biến thể chống hạm 3M14E Club S với tầm bắn hơn 200 km và biến thể tấn công mặt đất 3M54E với tầm bắn là 300 km. Để đạt được vị trí này, chúng ta cần nhìn nhận được sự cố gắng không ngừng nghỉ của chính phủ trong việc phân bổ đầu tư đúng đắn cho ngân sách quốc phòng. Chính phủ Việt Nam nhìn nhận rõ được rằng chỉ khi sở hữu cho mình một lực lượng hải quân mạnh thì mới có thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo trước nhiều thách thức an ninh trong khu vực, đặc biệt là với những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông. Với việc sở hữu lực lượng tàu ngầm hiện đại hiện nay, nước ta dù cho không có quy mô hải quân quá lớn, thế nhưng cũng đủ sức ép để gây áp lực lên những kẻ thù, đặc biệt là Trung Quốc, với âm mưu bành trướng độc chiếm địa phận lãnh hải Việt Nam. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé, dù cho có dã tâm như thế nào thì Bắc Kinh cũng sẽ phải dè chừng nhượng bộ trước những gì mà hải quân chúng ta đang có đấy. Như nhiều người đã biết, tình hình Biển Đông nhiều năm nay vẫn luôn còn những diễn biến phức tạp. Chính bởi vậy, quân chủng hải quân là một trong những lực lượng được quan tâm đầu tư hơn cả. Bên cạnh việc nghiên cứu, chế tạo và đóng mới tàu tên lửa tấn công nhanh trong nước, quân đội ta còn tiến hành việc nhập khẩu nhiều loại tàu có khả năng chiến đấu cao từ nước ngoài. Từ giữa những năm 1990 cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm xây dựng bài bản, quân chủng đã có được một vốn liếng vô cùng đáng kể, với một đội tàu mặt nước lớn mạnh được đánh giá là đứng đầu trong khu vực. Không thể không kể đến những con tàu mặt nước có năng lực nhất của Việt Nam hiện nay. Đó là 4 con tàu hộ vệ cỡ 2.000 tấn lớp Gepard 3.9 được nhập khẩu từ Nga số hiệu 011 Lý Thái Tổ, 012 Đinh Tiên Hoàng và là cặp tàu đầu tiên được gia nhập vào biên chế từ năm 2011. Cặp thứ hai với số hiệu là 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung cũng đã hoàn tất bàn giao, chính thức tham gia vào đội hình tác chiến của Hải quân Nhân dân Việt Nam từ năm 2018. Mới đây, chúng mình có ghi nhận được thông tin Việt Nam ta đã tự mình có những cải tiến mới cho 4 con tàu này, rất đơn giản thôi nhưng lại có ý nghĩa to lớn, hỗ trợ tối đa cho quá trình tác chiến. Con tàu được lắp đặt thêm phần nhà chứa máy bay trực thăng dạng di động, tức là có thể kéo ra và thu ngắn lại tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Đây được cho là sự thay đổi nhằm nâng cấp thêm tính năng mới so với thiết kế ban đầu. Nhà máy X-46 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân là nơi trực tiếp thực hiện sửa đổi, khắc phục lỗi thiết kế này. Ban đầu, đặc điểm của cả hai cặp tàu hộ vệ tên lửa Gepard đó là không có nhà chứa máy bay hangar dạng kín, mà chỉ một khoang hình thang trên nhỏ, dưới to, dạng nhà chứa nửa kín nửa hở để làm chỗ trú cho trực thăng. Trực thăng săn ngầm KA-28 thường chỉ được kéo vào bên trong, sau đó phủ một lớp bạt để bảo quản. Tuy nhiên, trong những chuyến hải trình dài hàng nghìn km hay trong những nhiệm vụ cần mang theo máy bay tác chiến, phương án này được đánh giá là không tối ưu để bảo quản. Bởi lẽ, trực thăng săn ngầm sẽ bị lộ thiên phần đuôi ra bên ngoài, phải chịu tác động không nhỏ của điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển, chẳng hạn như tác động ăn mòn của môi trường muối biển. Điều này sẽ khiến cho thời hạn sử dụng cũng như những hệ số kỹ thuật bị giảm sút. Nhược điểm này đã bộc lộ những hạn chế vô cùng rõ ràng. Trong hành trình từ Nhật Bản trở về sau chuyến thăm năm 2017, khi tàu Gepard 3.9 không may gặp phải cơn bão Trà My ngoài khơi. Vào thời điểm đó, các cán bộ, phi công và lực lượng kỹ thuật đã không quản mưa bão trong đêm tối, rất vất vả kiểm tra từng vị trí đã chẳng buộc nhằm đảm bảo an toàn được cho chiếc thăng KA-28. Gió giật quá mạnh, làm hỏng các vị trí chẳng buộc, khiến các chiến sĩ phải cố gắng siết chặt lại các kẹp lá cánh quay, đồng thời phải phủ lại bạt che chắn cho phần thân, giữ cho máy bay ổn định trong điều kiện thời tiết hết sức nguy hiểm, sức gió giật trên cấp 14. Những thao tác trên có lẽ sẽ được đơn giản hóa đi rất nhiều nếu như tàu được thiết kế có hangar dạng kín. Nhìn thấy được nhược điểm này, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiến hành cải tiến nâng cấp. Những cải tiến này được phát hiện ra qua những bức ảnh do truyền thông Trung Quốc chụp lại được khi tàu chiến 011 Đinh Tiên Hoàng và 015 Trần Hưng Đạo tới Thanh Đảo, Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh Hải quân quốc tế trên biển, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân nước này. Nhìn thì có vẻ là rất đơn giản, thế nhưng giá trị mang lại thì rất lớn, vừa có tác dụng nâng cao việc bảo vệ thiết bị trong những chuyến hải trình dài,
loại bỏ hoàn toàn những lo ngại bị ăn mòn vì tác động của muối biển, giúp tăng tuổi thọ và độ bền của khí tài. Đồng thời cũng giảm được các thao tác chằng chống để cố định mỗi khi gặp thời tiết xấu. Và quan trọng nhất đó là với sự cải tiến về mặt kỹ thuật như vậy sẽ giúp nâng cao đáng kể về năng lực tác chiến của các chiến hạm Super 3.9 này. Khi nhìn thấy hình ảnh về sự thay đổi của chiến hạm, nhiều người bày tỏ lo ngại sự nâng cấp này sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng bắn của pháo AK-630M, cụ thể là sẽ chắn góc bắn. Thế nhưng, thực tế cho thấy rằng kể cả khi hangar được kéo ra hết cỡ thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến góc bắn của khẩu pháo phòng không cao tốc AK-630M cả. Hơn nữa, chắc chắn, trước khi thực hiện những sự cải tiến này, đội ngũ kỹ sư cũng đã phải tính toán toàn bộ trước về những trường hợp có thể xảy ra, nếu như không có tác động xấu thì mới có thể được duyệt phương án và thực hiện, phải không nào? Vậy là lo ngại được loại bỏ, thế nhưng tại sao việc lắp thêm hangar chứa trực thăng mới lại liên quan tới việc gia tăng được năng lực tác chiến của chiến hạm? Chúng ta sẽ cùng phân tích. Đối với cặp tàu đầu tiên gia nhập biên chế của Hải quân Nhân dân Việt Nam 011 Lý Thái Tổ và 012 Đinh Tiên Hoàng, hai con tàu này không có hệ thống chống ngầm, cũng không có sonar dò tìm tàu ngầm. Vậy nên việc tác chiến chống ngầm phải phụ thuộc hoàn toàn vào trực thăng săn ngầm KA-28. Phải đến cặp thứ 2, 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung, chiến hạm này mới được cải tiến giúp nâng cao năng lực chiến đấu hơn nhờ bổ sung thêm sonar thiết bị định vị thủy âm, cùng với ống phóng ngư lôi chống tàu ngầm loại 533mm. Thế nên, việc lắp nhà chứa trực thăng để KA-28 luôn đồng hành cùng với hai tàu hộ vệ này chẳng khác nào giúp cho 011 và 012 như hổ mọc thêm cánh. KA-28 được ví như một sát thủ săn ngầm nổi tiếng bậc nhất không chỉ trong khu vực mà còn trên cả thế giới. Kết hợp với hộ vệ hạm tên lửa lớp JPAT 3.9 chắc chắn sẽ trở thành một tổ hợp tác chiến hoàn hảo, uy dũng của quân đội nhân dân Việt Nam. KA-28 là phiên bản xuất khẩu của loại trực thăng trinh sát và tác chiến chống ngầm KA-27TL do tập đoàn Kamus Nga sản xuất, được đưa vào hoạt động trong lực lượng Hải quân Liên Xô từ năm 1982. Nó được nghiên cứu chế tạo ra nhằm thực hiện nhiệm vụ trinh sát, theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm ở độ sâu 500m, đang di chuyển với tốc độ 41 hải lý trên giờ. KA-28 có khả năng hoạt động bất kể thời gian và trong điều kiện biển động đến cấp 5. Với kỹ thuật, trực thăng này được thiết kế với hai cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, cho phép rút ngắn chiều dài tổng thể vì không cần sử dụng đến cánh quạt đuôi. Cũng chính vì thế nên nó rất gọn, phù hợp với việc bố trí trên tàu chiến, đồng thời hỗ trợ hoạt động hiệu quả và ổn định trong những điều kiện thời tiết phức tạp. Trong quá trình bay, hai cánh quạt đồng trục này của trực thăng KA-28 sẽ hoạt động bằng cách quay ngược chiều nhau, sinh ra hai lực moment xoắn ngược chiều nhau và bằng nhau. Hai lực này sẽ tự động triệt tiêu hỗ trợ trực thăng ổn định trong khi bay mà không cần phải sử dụng cánh đuôi. Cho tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có Nga áp dụng thiết kế đồng trục như vậy. Vào việc sản xuất trực thăng quân sự, Mỹ, phương Tây hay Trung Quốc đều mới chỉ thiết kế những sản phẩm gồm một cánh quạt đơn kèm theo những cánh quạt đuôi thông thường. KA-28 có chiều dài 11,3m, chiều cao 5,5m, với trọng lượng cất cánh tối đa là 12 tấn, có khả năng chở được đến 4 tấn hàng. Tốc độ bay hành trình là 205 km/h, bán kính hoạt động khoảng 200 km từ tàu mẹ. KA-28 nổi bật với anten radar để tìm kiếm các mục tiêu dưới mặt đất. Radar này có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 30 km. Ngoài radar, trực thăng này còn có phao định vị thủy âm. Tín hiệu thu được từ phao sẽ truyền về tàu mẹ qua thiết bị liên lạc vệ tinh, từ đó giúp phát hiện tìm ra tàu ngầm. Cùng với đó, khả năng mang vũ khí tuyệt vời khiến cho trực thăng săn ngầm KA-28 có thể đánh chìm bất kỳ tàu ngầm nào của đối thủ chỉ bằng duy nhất một pha tấn công trúng đích. Điển hình phải nhắc đến bom săn ngầm PLAB-250-120, một loại vũ khí thường được các trực thăng KA-28 của Việt Nam trang bị. Loại bom này cũng là một sản phẩm được phát triển từ Liên Xô. Vũ khí săn ngầm số 1 này có trọng lượng lên đến 123 kg, chiều dài 1,5m, trong đó có khả năng chứa 61 kg thuốc nổ và độ cao tối thiểu cần được triển khai là từ 50m. Và cơ chế hoạt động sau khi thả rơi xuống nước, PLAB-250-120 sẽ nhanh chóng chìm xuống độ sâu đã định sẵn và được kích nổ. Sóng xung kích được tạo ra từ những vụ nổ của loại bom này. Mặc dù không đủ để có thể nhấn chìm tàu ngầm đối thủ chỉ bằng một lần tấn công, thế nhưng lại dư sức để khiến những loại tàu ngầm hiện đại bậc nhất bị hư hỏng nặng, buộc chúng
một là phải rút lui, hai là phải nổi lên bờ và nhanh chóng đầu hàng. Ngoài hệ thống bom chúng mình vừa chia sẻ, được biết trực thăng sân ngầm Ka-28 còn có thể mang theo một ngư lôi, thứ vũ khí được đánh giá là nguy hiểm bậc nhất đối với các loại tàu ngầm. Chỉ cần một quả ngư lôi bất kỳ đâm trúng vào thân tàu ngầm, ngay lập tức cả con tàu sẽ bị nhấn chìm. Vừa có khả năng mang theo ngư lôi, kèm theo đó cả những quả bom diệt tàu ngầm. Đó chính là một trong những điểm đáng chú ý của loại trực thăng này, điều mà hiếm có trực thăng nào trong khu vực Đông Nam Á có được. Bên cạnh đó, Ka-28 còn được thiết kế để mang theo vũ khí các loại tối tân lên đến 4 tấn, trong đó bao gồm các loại bom, rocket, thậm chí là cả tên lửa. Thiết kế này cũng cho phép nó treo được vũ khí tại nhiều vị trí khác nhau. Cụ thể, có thể treo vũ khí ở ngay hai bên hông máy bay hoặc bên trong khoang chứa vũ khí phần dưới bụng, chưa kể đến khả năng mang theo bom ở đuôi máy bay, một kiểu gắn vũ khí khá độc đáo. Đồng thời, các sĩ quan vũ khí khi lắp bom vào vị trí này cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các vị trí kể trên. Việc Ka-28 có thể tự mang theo vũ khí là vô cùng có lợi và tăng tính chủ động. Nó sẽ giúp cho trực thăng sân ngầm này chủ động diệt mục tiêu ngay sau khi phát hiện ra, thay vì việc phải nhờ cậy, chờ đợi vào hỏa lực của một loại máy bay nào khác. Các bạn thân mến, chia sẻ về những tính năng kỹ chiến thuật siêu khủng của trực thăng sân ngầm Ka-28 để chúng ta thấy được sự kết hợp giữa 011 Lý Thái Tổ và 012 Đinh Tiên Hoàng. Với anh bạn, sân ngầm này là một sự phối hợp vô cùng hoàn hảo, bổ trợ cho nhau toàn diện trong quá trình chiến đấu trên biển. Việc lắp đặt thêm nhà chứa máy bay là một bước tiến lớn, hỗ trợ không nhỏ trong việc bảo vệ người bạn đồng hành của JPAP 3.9. Thông qua đây, chúng ta cũng thấy được sự tiếp cận chủ động tích cực của Quân đội Nhân dân Việt Nam ta đối với những trang thiết bị tự có, tự mình cải tiến cho phù hợp với thực tế mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của các nhà sản xuất, của những đối tác nước ngoài. Việt Nam ta đang ngày càng phát huy sự sáng tạo hướng đến mục tiêu làm chủ thiết bị quân sự, hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn nữa những sản phẩm mang định danh Made in Việt Nam. Với Việt Nam và Trung Quốc vốn dĩ là hai quốc gia láng giềng, núi liền núi, sông liền sông. Nhưng thực tế lịch sử cho thấy, mối quan hệ giao hảo này lại chẳng hề nên thơ trữ tình. Bởi chưa một phút giây nào, người hàng xóm sát vách dừng lại dã tâm xâm chiếm chúng ta. Người ta nói, hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau. Nhưng với Trung Quốc thì có chăng chỉ trực chờ Việt Nam tối đèn tắt lửa, chờ nuốt trôi cả dân tộc chúng ta mà thôi. Đặc biệt, những năm gần đây, đất nước tỷ dân này đang trên đà phát triển vượt bậc, thần tốc. Chính quyền Bắc Kinh vẫn luôn luôn dưng dưng tự đắc và không ngại phô trương sức mạnh, lòng tham cũng như dã tâm bá chủ thế giới. Trung Quốc không ngại đối đầu với ông trùm thế giới cả về kinh tế, quân sự như Nga, Mỹ, nhưng vẫn có phần e dè, chùn bước trước dải đất hình chữ S của chúng ta. Đất nước sát sườn nhỏ bé, vậy lý do là gì? Hãy cùng Tin Mới đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Từ xưa tới nay, nước ta đã rất nhiều lần bị phong kiến phương Bắc xâm lược. So với ta, Trung Quốc luôn là gã khổng lồ hung hãn tàn bạo. Từ thời Tần Thủy Hoàng đến nay, không một triều đại nào của Trung Quốc là không đưa quân sang xâm lược nước ta. Họ đã dốc toàn lực để đánh, thậm chí còn kích động các nước lân bang, đem lực lượng phối hợp với họ để đánh. Trung Quốc không chỉ đem binh hùng tướng mạnh, lương thực đầy đủ, vũ khí dồi dào và thuốc men chữa trị rất chu tất, mà còn huy động tối đa trí tuệ của các nhà thông thái vào hàng bậc nhất quốc gia để bày mưu tính kế đánh ta, với ý định thôn tính lãnh thổ hoặc ít nhất là kiểm soát chính quyền đất nước ta. Thế nhưng, điều kỳ diệu là dù cho chúng có mạnh bạo tới đâu thì kết cục tên cường hào phương Bắc vẫn chỉ là kẻ bại trận. Từ năm 1990 trở lại đây, mối quan hệ của Việt Nam-Trung Quốc cũng đã có tiến triển hơn, nhưng vẫn còn đó những đợt sóng ngầm. Trung Quốc bành trướng ngang tàng, vẫn tham lam muốn chiếm vùng biển Đông, nơi mà Việt Nam nắm giữ chủ quyền. Vùng biển này mang tính chiến lược. Hơn nữa, tại đây còn có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ mà chính quyền của Tập Cận Bình đang thèm khát. Căng thẳng trên biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc đang tăng trong thời gian qua. Trong bối cảnh đó, giới truyền thông nhà nước cùng một bộ phận người Trung Quốc ấu trĩ bằng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, luôn cổ suý những hành động mang tính chất ngang ngược của Bắc Kinh đối với các nước láng giềng. Song những người Trung Quốc hiểu biết nhận ra rằng, nếu bây giờ Trung Quốc gây chiến với các nước láng giềng, nhất là với Việt Nam, họ sẽ gặp tai họa lớn. Nhiều nhận định cho rằng, hiện tại Trung Quốc lo ngại phải đối mặt với Việt Nam hơn là Mỹ. Thứ nhất, trong lịch sử, Trung Quốc đã giáp mặt với Việt Nam quá nhiều lần, luôn tìm cách có thể thôn tính nước ta,
nhiều minh chứng của lịch sử đã cho thấy mỗi thời điểm muốn thâu tóm Việt Nam thì Trung Quốc đều nhận về quá đáng. Trung Quốc hiểu hơn ai hết, quân đội Việt Nam lão luyện và vô cùng thiện chiến. Nếu Trung Quốc phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ rơi vào cái bẫy. Cuộc chiến với Việt Nam năm 1979 đã cho thấy Trung Quốc hao tiền, tốn của và sinh mạng như thế nào. Chỉ riêng trong trận Lạng Sơn, mỗi tuần Trung Quốc bắn gần 200.000 quả đạn pháo nhưng lại mất từ 4.000 đến 8.000 binh lính. Báo Trung Quốc đã nhận định quân đội Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh du kích rất lão luyện, họ sẽ đánh bại chúng ta bằng cuộc chiến tiêu hao từ từ cho đến khi chúng ta thất bại. Chúng ta không thể khinh thường họ. Người Mỹ đã hết sức sai lầm khi tuyên bố đưa Việt Nam về thời kỳ đồ đá và Việt Nam đã đáp lại bằng câu nói: "Chúng tôi đã rơi vào thời kỳ đồ nhôm khi mà xác máy bay Mỹ đã rơi lả tả trên đất Việt." Vì vậy, Trung Quốc không thể chiến thắng bằng cách gây ra chiến tranh. Nếu quan hệ của Mỹ và Trung Quốc chỉ là căng thẳng và ngang bằng, thì so ra với Việt Nam, cả Mỹ và Trung Quốc đều là những kẻ thua cuộc mà thôi. Thứ hai, kẻ bị cô lập. Khi gây hấn với Việt Nam ở thời điểm hiện tại, chẳng khác gì Trung Quốc đang đối đầu với cả thế giới. Nếu gây ra cuộc chiến tranh với Việt Nam, Trung Quốc sẽ lần đầu tiên đối mặt với sự lên án một cách gay gắt từ dư luận phương Tây, Mỹ cũng như là Nhật Bản. Không những thế, việc gây chiến với Việt Nam sẽ làm cho Trung Quốc mất chỗ đứng trên trường quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ lên án Trung Quốc vì sức mạnh truyền thông nằm trong tay các nước phương Tây và trong cuộc chiến truyền thông Trung Quốc hoàn toàn bị động. Cuộc chiến sẽ làm cho Trung Quốc suy yếu dần, các lực lượng thù địch sẽ thừa cơ can thiệp vào Trung Quốc. Hơn nữa, Việt Nam là đất nước mà đồi núi chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích lãnh thổ. Pháp, Mỹ, cả Trung Quốc từng nếm trải những thất bại đau đớn tại đây. Một cuộc chiến với Việt Nam sẽ hết sức khó khăn. Việt Nam rất lão luyện trong chiến tranh du kích, nên việc sử dụng tên lửa, máy bay chiến đấu là chiến lược ngu ngốc. Các đơn vị cơ giới của Trung Quốc sẽ không thể tiến bởi các dãy núi, vì vậy chắc chắn họ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài, hao tổn về vũ lực cũng như binh lính. Điều quan trọng hơn hết, Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh cả về kinh tế và quân sự, nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, vũ khí Trung Quốc vẫn kém xa Mỹ và chưa được đánh giá cao, vì hầu hết các vũ khí của Trung Quốc vẫn đang là dựa trên các mẫu đã có của thế giới. Trong khi đó, Việt Nam đã chứng minh cho cả thế giới biết Mỹ đã từng mang tất cả những vũ khí mạnh và hiện đại nhất đến chiến tranh tại Việt Nam cũng không thể thắng nổi, thì Trung Quốc làm gì có khả năng ấy. Đất nước Việt Nam nhỏ bé đã chịu nhiều đau thương, mất mát từ chiến tranh nên yêu chuộng tự do hòa bình hơn bao giờ hết. Nếu nhìn lại về lịch sử, các cuộc kháng chiến chống quân Trung Quốc xem là một trong những chủ đề lớn của lịch sử Việt Nam. Ngoài những lý do đó, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường lịch sử đầy thăng trầm, có thắng, có thua, đầy sự tự hào, xen lẫn chút xót xa từ thời cha ông ta giữ nước. Thời Hồng Bàng, dưới thời này có hai cuộc chiến tranh Ấn, Văn Lang. Cuộc chiến tranh được xem là đầu tiên giữa hai nước diễn ra vào thời nhà Ấn của Trung Quốc và thời Hùng Vương thứ 6 ở Việt Nam. Cuộc chiến này gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng. Cuộc chiến kết thúc với sự thất bại của quân đội nhà Ân. Chiến tranh Tần Âu Lạc, sau khi tiêu diệt 6 nước Sơn Đông, thống nhất Trung Quốc và lên ngôi hoàng đế, Tần Thủy Hoàng tiếp tục ý định mở rộng lãnh thổ về phía Nam nhưng đã thất bại. Sau này ông lấy hiệu là An Dương Vương, thống nhất Âu Việt và Lạc Việt, thành lập nước Âu Lạc vào khoảng năm 207 trước Công nguyên. Thời Bắc thuộc chiến tranh Hán lĩnh Nam, năm 40 Công nguyên, Trưng Trắc và Trưng Nghị lấy đất Mê Linh làm kinh đô. Chính quyền của hai bà tuy còn sơ khai nhưng cũng là một nhà nước độc lập tự chủ. Tới năm 42 Công nguyên, nhà Hán Trung Quốc do Mã Viện cầm đầu đã đưa quân sang đánh. Chính quyền của hai bà Trưng bị thất bại, người Việt lại tiếp tục bị Trung Quốc đô hộ. Chiến tranh Đông Ngô Việt năm Mậu Thìn 248. Thấy quan lại thời Đông Ngô Trung Quốc tàn ác, dân gian khổ sở, bà Triệu bèn bàn với Anh việc khởi binh chống lại. Bà Triệu chống đỡ với quân Đông Ngô được 5-6 tháng thì thua. Bà Triệu đã tẫn tiết trên núi Tùng, nước Việt lại bị người Đông Ngô đô hộ cho đến năm 265. Chiến tranh Lương Vạn Xuân năm 541. Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa đã đánh đuổi được Thứ Sử Tiêu Tư nhà Lương. Sau 3 lần đánh bại quân Lương, những năm kế tiếp, Lý Bí tự xưng đế, tức Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544. Chiến tranh Đường Việt khởi nghĩa Hoàng Sào năm 874.
đến năm 884 đã làm triều đình nhà Đường rung chuyển. Húc Thừa Dụ khi đó là hào trưởng Chu Diên, được dân chúng ủng hộ, đã tiến quân ra chiếm đóng phủ tại thành Đại La. Tống Bình cũ Hà Nội tự xưng là tiết độ sứ. Thời độc lập tự chủ 905 đến 1407, chiến tranh Nam Hán Việt, trận Bạch Đằng năm 938 là một trận đánh giữa quân dân Việt Nam thời đó gọi là Tĩnh Hải Quân và chưa có quốc hiệu chính thức, do Ngô Quyền lãnh đạo với quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Kết quả, nhân dân Việt Nam giành thắng lợi. Đây là một trận đánh quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Nó đánh dấu cho việc chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc của Việt Nam. Chiến tranh Tống Đại Cồ Việt năm 981, đây là một cuộc chiến tranh giữa Đại Tống thời Tống Thái Tông. Kết quả, quân và dân Đại Cồ Việt đã đánh bại quân đội Đại Tống. Sau cuộc chiến này, năm 986, Hoàng đế Đại Tống chấp nhận nhà Tiền Lê và ban chiếu phong cho Lê Đại Hành. Chiến tranh Tống Đại Việt từ năm 1075 đến năm 1077, đây là tên gọi cuộc chiến tranh giữa nhà Lý nước Đại Việt và nhà Tống của Trung Quốc vào cuối thế kỷ 11. Tướng nhà Lý là Lý Thường Kiệt đã chủ động đánh sang đất Tống trong chiến dịch 1075 đến 1076. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt. Chiến tranh Nguyên Mông Đại Việt là một cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc của quân và dân Đại Việt đầu thời Trần, dưới thời các vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Trước sự tấn công của đế quốc Mông Cổ, thắng lợi quân sự của phía Đại Việt gắn liền với tên tuổi của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Lịch sử Việt Nam xem cuộc chiến này là một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc. Bắc thuộc lần thứ tư từ năm 1407 đến năm 1427, chiến tranh Minh Đại Việt khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra trong bối cảnh rất khó khăn. Khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427 là cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh xâm lược về nước do Lê Lợi lãnh đạo và kết thúc bằng việc giành lại độc lập cho đất nước Đại Việt và sự thành lập nhà Hậu Lê. Khởi nghĩa Lam Sơn là một tiếng vang lớn, chứng tỏ rằng nước Việt Nam là của người Việt Nam. Quân địch hung tàn nhưng không thể thắng được chính nghĩa. Mối duyên nợ của Việt Nam và Trung Quốc chưa thể dừng lại. Khi vào thời độc lập năm 1428 đến năm 1858, chiến tranh Thanh Đại Việt, trận đánh Ngọc Hồi Đống Đa hay chiến thắng Kỷ Dậu là trận đánh chống ngoại xâm thắng lợi của Đại Việt thời Tây Sơn do vua Quang Trung lãnh đạo vào đầu năm Kỷ Dậu 1789, đánh tan hàng vạn quân Mãn Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy, kéo sang do sự cầu viện của vua Chiêu Thống nhà Hậu Lê. Trận Ngọc Hồi Đống Đa khẳng định sự tồn tại của nước Đại Việt trước sự xâm lược, chấm dứt sự tồn tại của nhà Hậu Lê. Chiến thắng này còn đánh dấu việc nhà Tây Sơn chính thức thay nhà Hậu Lê trong việc cai quản đất Bắc Hà và trong quan hệ với nhà Thanh. Thời cận đại và hiện đại, chiến tranh Việt Nam-Trung Quốc năm 1979, chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 là một cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Trung Quốc và Việt Nam, nổ ra vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 khi Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Chiến tranh biên giới Việt-Trung bắt nguồn từ quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai quốc gia. Cuộc chiến kéo dài khoảng một tháng, với thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho cả hai phía. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc bị Việt Nam đẩy lui, hoàn thành rút quân vào ngày 18 tháng 3 năm 1979. Sau khi chiếm được các thị xã Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng và một số thị trấn vùng biên giới, Việt Nam tuyên bố chiến thắng do đã đẩy lùi được quân Nam Chinh Trung Quốc. Mục tiêu của Trung Quốc buộc Việt Nam rút quân khỏi Campuchia không thành, nhưng cuộc chiến đã để lại hậu quả lâu dài. Đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước, xung đột vũ trang tại biên giới còn tiếp diễn thêm 10 năm. Hơn 13 năm sau, quan hệ ngoại giao Việt-Trung chính thức được bình thường hóa. Có thể thấy tham vọng của Trung Quốc chưa bao giờ dừng lại, nhưng ngược lại tình yêu đất nước, những trang sử hào hùng của Việt Nam cũng ngày một nhiều hơn. Vừa qua, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu sân bay Queen Elizabeth cùng với nhóm tàu tác chiến đã tiến vào Biển Đông. Đây được cho là một hành động nhằm thách thức đối với Trung Quốc trước những bành trướng, yêu sách vô lý của quốc gia này. Tiếp tục trong chuỗi thông tin này, mới đây vào ngày 2 tháng 9 năm 2021,
tàu Bayern của Đức đã chính thức xuất phát từ cảng Wilhelmshaven, bắt đầu chuyến hành trình đến châu Á-Thái Bình Dương với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Singapore, Hàn Quốc và Australia. Được đánh giá là tin tốt, rất tích cực đối với Việt Nam ta và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. Nhiều năm nay, liệu rằng đây chỉ là một chuyến thăm củng cố ngoại giao thông thường hay còn có những mục đích khác? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, theo như thông cáo của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam, mới đây, khinh hạm Bayern của Cộng hòa Liên bang Đức đã chính thức lên đường tới châu Á hôm 2 tháng 9 với mục đích thực hiện hành trình huấn luyện, đồng thời tăng cường sự hiện diện kéo dài trong khoảng nửa năm. Xuyên suốt quá trình này, thủy thủ đoàn sẽ đảm nhận một loạt các nhiệm vụ với mục tiêu trọng tâm, đó là tăng cường sự hợp tác an ninh với các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Như chúng mình cũng đã chia sẻ bên trên, tàu hộ vệ tên lửa Bayern của Đức và hơn 200 thành viên thủy thủ đoàn đã chính thức khởi hành từ hôm 2 tháng 9 với các điểm dừng chân dự kiến tại Việt Nam, Hàn Quốc, Singapore và Australia. Chiến hạm này dự kiến sẽ đi qua Biển Đông vào thời điểm giữa tháng 12 trong hành trình trở về nước, đánh dấu một chiến hạm Đức lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực này trong gần 20 năm trở lại đây. Với lộ trình di chuyển của chiến hạm Bayern, chúng ta có thể thấy Đức mặc dù muốn cảnh báo Trung Quốc cần tuân thủ luật pháp quốc tế, thế nhưng vẫn hạn chế và tránh gây căng thẳng với quốc gia này. Đây là một diễn biến quan trọng nhưng lại không quá bất ngờ, bởi lẽ trước quốc gia này, thì Anh cũng đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Biển Đông. Có lẽ mục đích của họ cũng đều tương đồng với nhau, đó là cảnh báo quốc gia Trung Quốc không được vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tránh gây thêm những leo thang căng thẳng trong khu vực. Có thể nói trong vòng 10 năm qua, Thái Bình Dương nói chung và Biển Đông nói riêng đã được chứng kiến sự hiện diện với tần suất ngày một lớn của lực lượng hải quân nhiều nước. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng trong khu vực này đối với thế giới. Cụ thể, cường quốc Hoa Kỳ liên tục thực hiện các chuyến tuần tra tự do hàng hải trên vùng Biển Đông. Trong khi đó, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đều đã điều tàu chiến đến để diễn tập trên Thái Bình Dương. Đức cũng không ngoại lệ. Quyết định điều tàu chiến qua Biển Đông lần này rất có thể nhằm ủng hộ duy trì thông lệ và luật pháp quốc tế bao gồm quyền tự do hàng hải trên những vùng biển quan trọng với nền thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, động thái này cũng nhằm mục đích phản đối các yêu sách phi lý về chủ quyền và những hoạt động đi ngược lại với trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt khác với Mỹ, chiến hạm của Đức được giới chức thông báo sẽ chỉ di chuyển trên những tuyến hàng hải thương mại thông thường và không đi qua eo biển Đài Loan, đồng thời cũng không đi vào khu vực trong phạm vi 12 hải lý, quanh các thực thể ở Biển Đông. Quốc gia này nhấn mạnh nhiệm vụ của chiến hạm Bayern sẽ không nhắm trực tiếp đến bất kỳ một quốc gia nào. Đức còn đề xuất cho chiến hạm này được cập một cảng ở Trung Quốc nhằm duy trì đối thoại. Thế nhưng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân ngay sau đó đã thông tin lại sẽ không cho tàu Bayern cập cảng Thượng Hải nếu như Đức không làm rõ các thông tin chi tiết về hai chiến hạm này tại Biển Đông. Với những quốc gia lớn như Đức, mọi hành động mà họ làm, mỗi nước cờ đều có ý nghĩa riêng, chẳng hạn như việc không tiết lộ cụ thể về hành trình. Rất có thể, nó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho nỗ lực phát tín hiệu của Đức gửi tới Trung Quốc. Họ thể hiện với quan điểm bác bỏ yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh, nhưng lại khó để dẫn tới những cuộc đối đầu gây căng thẳng trong khu vực. Hiện tại, chỉ có duy nhất Hải quân Mỹ là có những chuyến áp sát phạm vi 12 hải lý tại Biển Đông, quanh các thực thể đã bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Các quốc gia đồng minh của Mỹ thường chỉ triển khai lực lượng ở khoảng cách tương đối xa với những khu vực này. Chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg của Hải quân Đức chính thức vào biên chế vào tháng 6 năm 1996. Các chiến hạm lớp Brandenburg có chức năng chính là chống ngầm, nhưng cũng có khả năng tham gia vào các nhiệm vụ phòng không, chỉ đạo chiến thuật cho đội tàu mặt nước và tác chiến đối hải. Con tàu này đã có lịch sử hoạt động hơn 20 năm, nó đã không còn là chiến hạm mới và uy lực nhất trong hệ thống tàu mặt nước của Hải quân nước này. Khả năng răn đe cũng được đánh giá là giới hạn nếu so sánh với các chuyến đi tuần tra tự do hàng hải của các tàu khu trục lớp Aliber và các tàu tuần dương hiện đại bậc nhất trong biên chế của lực lượng Hải quân Mỹ hay những cuộc tập trận của tàu ngầm và tàu sân bay trực thăng Nhật Bản trên Biển Đông. Thì thực tế, chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg đi qua Biển Đông lần này không là gì cả. Những điều này sẽ giúp hạn chế cơ hội để Trung Quốc đưa ra những phản ứng quyết liệt và giảm nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ. Đức đã rất cẩn trọng. Họ cho Trung Quốc thấy rằng những hành động của mình không nằm trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc do Mỹ dẫn đầu.
quan hệ chặt chẽ về mặt kinh tế và công nghệ với Bắc Kinh là những yếu tố chủ chốt hiện đang được Berlin nhắm tới. Hơn nữa, việc không có căn cứ nào ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng là một lý do quan trọng cản trở khả năng duy trì nhiệm vụ hiện diện của quốc gia này về lâu dài. Một câu hỏi được đặt cộng đồng mạng vô cùng quan tâm, đó là liệu có không cuộc trao đổi vũ khí giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam? Thực chất, theo quan điểm của Tin Mới, việc trao đổi vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi lẽ trong thời điểm hiện tại, Trung Quốc vẫn đang có những động thái vô cùng bành trướng trên Biển Đông, ngang nhiên sử dụng những chiêu bài để đạt được mục đích chiếm trọn vùng biển này, đạt được yêu sách chủ quyền phi lý của mình. Thế nhưng vì đây là một vùng biển được đánh giá là rất quan trọng, là con đường hàng hải chiến lược, góp phần không nhỏ quyết định trật tự quốc tế trong tương lai. Bởi thế, các quốc gia lớn không hề mong muốn Trung Quốc sẽ độc chiếm nó. Đức cũng là một trong số các quốc gia đó. Trong khi đó, đối với các nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông từ nhiều năm nay, riêng chỉ có Việt Nam là có lập trường rõ ràng và nhất quán. Chúng ta vẫn luôn giữ vững lập trường đối đầu với Trung Quốc trong mọi mặt, khác với nhiều quốc gia trong ASEAN. Đó là một trong những lý do khiến cho một người dùng mạng Ấn Độ đã từng công khai lập luận, phân tích và kết luận rằng Việt Nam là khắc tinh của Trung Quốc trên Biển Đông. Mặt khác, Việt Nam hiện còn đang nắm giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, là quốc gia thuyền trưởng, có nhiệm vụ dẫn dắt tích cực trong việc xây dựng và định hình các luật chơi của ASEAN và khu vực. Với vị trí của Việt Nam hiện tại, hoàn toàn phù hợp để Đức có thể đặt niềm tin hỗ trợ cho công cuộc chơi chống lại sự bành trướng của Trung Quốc. Quốc gia đầy mưu mô và toan tính, và hỗ trợ về mặt vũ khí, thiết bị quân sự cũng là một nước đi khá hợp lý nhằm giúp cho Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng. Khi ấy, chắc chắn Trung Quốc sẽ phải dè chừng hơn trước những nước đi của mình, hạn chế hơn những hành động vô lý ngang ngược, giảm sự thị uy với các nước nhỏ hơn, đặc biệt là Việt Nam. Thế nhưng trong động thái chúng mình có phân tích bên trên, Đức dường như lại không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với Trung Quốc. Họ vẫn cần Trung Quốc trong mối quan hệ về kinh tế và công nghệ. Vậy nên, nếu như hoạt động trao đổi vũ khí diễn ra, cũng sẽ chỉ là trong âm thầm. Có hai yếu tố để quốc gia này có thể đánh lạc hướng Trung Quốc, tạo nên một màn kịch để giấu đi những mục đích chính của mình trong chuyến đi lần này. Thứ nhất, phải khẳng định rằng từ sau Thế chiến thứ hai, quân đội Đức rất kín tiếng trong những thông tin về vũ khí, thiết bị quân sự cũng như lực lượng binh sĩ của mình. Xu hướng chủ đạo của chính sách quân sự nước này là tránh tham gia hoặc tham gia ở mức tối thiểu những chiến dịch quân sự, cụ thể là của NATO. Như vậy, rõ ràng có thể thấy đây là một hướng đi đã được quốc gia này định sẵn, giấu mình chờ thời cơ. Thứ hai, lần này trong chuyến đi tới Biển Đông với mục tiêu được nhấn mạnh là tăng cường sự hiện diện của lực lượng hải quân trong khu vực, bao gồm tăng cường sự hợp tác quốc tế, hỗ trợ các đối tác và duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ. Thế nhưng Hải quân Đức chỉ sử dụng chiến hạm Bayern thuộc lớp Brandenburg, không phải loại chiến hạm mới nhất, không phải loại uy lực nhất của quốc gia này. Nói trắng ra thì kém hơn nhiều so với những loại tàu mà Mỹ cũng như Ấn Độ và gần đây nhất là Anh đã từng đi qua khu vực Biển Đông này. Đó chính là yếu tố chúng mình muốn nói đến. Rất có thể đây là một màn kịch để đánh lạc hướng sự chú ý của Trung Quốc, để quốc gia này không quá đề phòng, từ đó sẽ dễ dàng hơn trong cuộc trao đổi ngầm vũ khí, thiết bị quân sự giữa Đức và Việt Nam. Nước đi này vừa giúp Đức mở rộng được mối quan hệ với Việt Nam, sâu xa hơn nữa là mối quan hệ với ASEAN. Đức sẽ đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra, cũng như nâng tầm được sự ảnh hưởng trong khu vực này. Một bên là Đức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu, bên còn lại là Việt Nam đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN. Nói ra như vậy để thấy được rằng đây quả thực là sẽ một bước đi vô cùng hợp lý. Nó sẽ là một tin rất đáng mừng cho quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng hải quân nói riêng. Có thể sẽ là một bước tiến không nhỏ cho những trang thiết bị vũ khí quốc phòng phục vụ cho quá trình tác chiến. Quý vị và các bạn thân mến, mới chỉ đầu tháng thôi, thế nhưng Việt Nam chúng ta đã đón nhận được rất nhiều tin vui rồi phải không ạ? Vậy là ngày càng có nhiều hơn các quốc gia muốn hỗ trợ Việt Nam để đối phó với các hoạt động được cho là ngang ngược của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây sẽ là những bước đệm vô cùng quan trọng trong nỗ lực khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trong thời gian qua, dư luận Việt Nam đang xôn xao thông tin Trung Quốc xây dựng trái phép trên đá Subi, cùng với việc hơn 200 tàu được cho là do dân quân Trung Quốc neo đậu ở một dạng san hô trên Biển Đông là những hành động khiêu khích quân sự hóa khu vực Biển Đông, đã khiến quốc tế phản đối mạnh mẽ bằng nhiều hình thức, kể cả thông qua nghị viện.
hay qua bộ máy quản lý hành chính như Mỹ, EU và Nhật Bản. Trước những diễn biến trên thì nhiều người đã lên án chính phủ nước ta đã không lên tiếng hoặc thông tin cho người dân được biết về vấn đề này. Họ thậm chí còn đùa giỡn rằng chính phủ Việt Nam chỉ biết rung đùi và quan ngại mà thôi. Tuy nhiên, không nhiều người biết được trước đó Việt Nam ta thậm chí còn có nhiều hành động táo bạo hơn. Nổi bật là việc đặt giàn khoan sao vàng Đại Nguyệt ngay trên bãi Tư Chính, vùng nước mà Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền phi pháp của mình. Mới nghe thì có vẻ hoành tráng và ra gì phết nhỉ. Vậy Việt Nam ta đã làm như thế nào, rồi giàn khoan đặt ở đâu và nó có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ta nhỉ? Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Vậy các bạn hãy cùng với tin mới đi đến nơi được xem là ngọn đuốc chủ quyền của Việt Nam ta nhé. Các bạn thân mến, những ngày đầu tháng 9 vừa qua, phía Philippines đã đưa ra thông tin gây chấn động ở khu vực Biển Đông rằng Trung Quốc điều 200 tàu cá dân quân ở Sinh Tồn Đông, Philippines đưa máy bay và tàu chấp pháp ra can ngăn. Việt Nam thì chỉ biết quan ngại, lo lắng. Việt Nam hèn kém, không dám lên tiếng, chỉ dám bày tỏ quan ngại. Máy bay đâu, tàu ngầm đâu, sao không dám bắn đi mà mặc cho Trung Quốc ngang nhiên thế? Vậy có thực là Việt Nam chỉ biết quan ngại hay không? Cùng thời điểm mà Trung Quốc điều 200 tàu tránh thời tiết xấu gần Sinh Tồn Đông thì Việt Nam chính thức công bố cảng dầu khí lớn bậc nhất Đông Nam Á tại giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt gần bãi Tư Chính. Ngoài việc phục vụ việc phát triển kinh tế, Sao Vàng Đại Nguyệt có đóng vai trò như một ngọn đuốc giữa biển, khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông. Trước đó, giàn khoan Sao Vàng Đại Nguyệt đã hòa những dòng khí đốt đầu tiên vào đường ống tiếp bờ Nam Côn Sơn 2, đánh dấu Việt Nam chính thức thực hiện quyền khai thác kinh tế tại vùng này, mặc cho Trung Quốc nhiều lần đăng đàn phản đối. Sao Vàng là ngôi sao trên lá cờ đỏ sao vàng, còn Đại Nguyệt chính là vầng trăng lớn đối đầu với mặt trời lớn Trung Quốc, được lấy cảm hứng từ câu đối Nguyệt cung tinh đạn hoàng hôn xạ lạc kim ô của Mạc Định Chi. Nghĩa gốc của câu đối là trăng là cung, sao là đặn, chiều tối bắn rụng mặt trời. Hàm ý của câu đối là một nước nhỏ cũng có thể chiến thắng một nước lớn. Cần biết rằng vào những năm 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc từng đề xuất Việt Nam cùng khai thác dầu mỏ tại bãi Tư Chính. Trung Quốc sẽ bỏ vốn đầu tư, nhân lực, thiết bị, còn Việt Nam chỉ việc công nhận chủ quyền Trung Quốc tại bãi Tư Chính và ngồi đợi tiền về. Nhưng Việt Nam chưa bao giờ đồng ý và luôn giữ một thái độ rất kiên quyết. Nhiều lần điều tàu thực thi chủ quyền khiến tàu thăm dò Trung Quốc phải rút về. Trung Quốc từng mong muốn chiếm đóng phi pháp bãi Tư Chính, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ làm được điều này cả. Mà chính Việt Nam đã khẳng định được chủ quyền lãnh thổ, thực thi quyền lợi kinh tế tại đây. Từ tiền đề đã có từ Tư Chính trong thời gian sắp tới, Việt Nam sẽ tiếp tục khởi động lại dự án mỏ cá voi xanh rất gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Cũng trong những ngày này, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định chi hơn 4.800 tỷ đồng, tương đương với khoảng 210 triệu đô la, kéo lưới điện quốc gia ra quần đảo. Mục đích của việc kéo điện này nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định cho sự phát triển kinh tế của côn đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đây là một trong những dự án kéo điện ra hải đảo tốn kém nhất Đông Nam Á và bị nhiều người Việt cho là lãng phí. Nhiều người thường bảo tư nhân hóa ngành điện, nhưng nếu tư nhân hóa ngành điện thì liệu có doanh nghiệp nào bỏ vốn hàng ngàn tỷ đồng đầu tư cho một khu vực hải đảo chỉ với khoảng 10.000 dân hay không? Mà nếu chấp nhận bỏ vốn đầu tư rồi bán điện với giá 400.000 đồng một số điện, liệu nhân dân có dám dùng không? Phú Quốc, Kiên Hải, Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ là những tiền đồn của Tổ quốc, có giá trị quan trọng về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tiền đồn có mạnh thì đất liền mới vững. Tờ Economic Times từng nhận định rằng tham vọng của Việt Nam là muốn biến Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần của quân đội Việt Nam, nơi mà các máy bay MU có thể cất và hạ cánh. Và quan trọng hơn, các tàu ngầm Việt Nam có thể xuất hiện và đóng quân. Hiện nay, Malaysia và Indonesia nhiều lần bắt bớ ngư dân Việt Nam vô lý. Việc xây dựng Côn Đảo thành một cơ sở hậu cần khiến cho người dân Việt Nam thêm an tâm khi hoạt động kinh tế tại thềm lục địa phía Nam. Các lực lượng Việt Nam có nơi cập bờ để tiếp liệu thay vì phải vào tận các cảng đất liền. Trung Quốc từng đề nghị Philippines cùng khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Tổng thống Duterte đồng ý và bày tỏ sự vui mừng, mặc cho người dân và đồng minh phản đối gay gắt. Trung Quốc cũng gửi lời đề nghị tương tự, nhưng Việt Nam lại đáp lại bằng lời từ chối thẳng thừng. Và còn điều tàu ra chấp pháp, khiến tàu Trung Quốc phải rút lui. Trung Quốc điều tàu thăm dò vào bãi Tư Chính, Việt Nam đáp lại bằng cách xây dựng giàn khoan 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, tiến hành khai thác dầu khí và xây dựng cảng cho tàu siêu trọng cập bến.
Trung Quốc luôn khẳng định bãi tư chính là của họ, nhiều lần điều tàu ra xâm lấn và thăm dò. Nhưng Việt Nam mới là quốc gia duy nhất cho đến nay hiện diện, thực thi quyền chủ quyền và quyền kinh tế tại đây. Nếu Việt Nam sợ hãi hay quan ngại bằng mồm thì đã chấp nhận. Đề nghị cùng chia sẻ bãi tư chính vào năm 1994. Trên mặt ngoại giao, chúng ta quan ngại và nói chuyện đúng sai dựa trên luật pháp quốc tế. Quan ngại không có nghĩa là sợ hãi và thoái lui, mà đằng sau đó là những nỗ lực khẳng định chủ quyền không ngừng nghỉ và bền bỉ. Trước những diễn biến và tình hình căng thẳng tại khu vực như vậy, thì những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam, của chúng ta đã có những hành động gì để khắc phục hay chỉ biết quan ngại và lo lắng? Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao hôm nay, trả lời câu hỏi về tình hình tàu Trung Quốc tại khu vực đá Ba Đầu ở đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến ở Biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, trên các vùng biển của Việt Nam, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trước đó, trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải của đảo Sinh Tồn Đông thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của UNCLOS về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển, đi ngược lại tinh thần và nội dung tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, làm phức tạp tình hình, không có lợi cho tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, thiện chí thực hiện UNCLOS, nghiêm chỉnh tuân thủ DOC, đặc biệt là nghĩa vụ kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình đàm phán COC, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và trật tự pháp lý trên biển tại khu vực, bà Hằng tuyên bố. Tuy rằng những người đứng đầu các tổ chức quốc tế và các cơ quan chức năng của Việt Nam của chúng ta đã có những hành động đấu tranh quyết liệt giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, nhưng Trung Quốc vẫn thói nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, bành trướng, vi phạm các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS. Quay lại những năm tháng qua, nổi bật nhất là sự kiện Hải Dương 10. Trung Quốc ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 10 tới vị trí cách đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển Quốc tế năm 1982, giàn khoan dầu Hải Dương 10 là giàn khoan biển sâu, di động cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc sản xuất và Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc sở hữu. Hải Dương 10 dài 114m, rộng 9m, cao 137,8m và nặng 31.000 tấn. Diện tích boong của giàn khoan có kích thước bằng một sân bóng đá chuẩn. Giàn khoan này có khả năng khoan sâu tối đa 12.000m. Trung Quốc đã đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 952 triệu đô để chế tạo Hải Dương 10 trong suốt 3 năm. Để bảo vệ giàn khoan tỷ đô này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự như tàu hộ vệ tên lửa 534, tàu tuần tiễu, tên lửa tấn công nhanh 753, cùng 33 tàu hải cảnh và nhiều tàu vận tải và ngư binh. Ngoài ra, hàng ngày có đến hàng chục tốp máy bay hoạt động trên khu vực, có những thời điểm số lượng tàu tống của Trung Quốc lên tới hơn 100 chiếc. Ngay lập tức, để bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, Việt Nam đã cử 29 tàu chấp pháp tới các khu vực gần giàn khoan Hải Dương 10 của Trung Quốc. Khi nhận thấy giàn khoan này định thiết lập vị trí cố định, lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam tích cực tuyên truyền kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngay sau đó, Việt Nam tổ chức họp báo, trong đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, tàu Trung Quốc liên tục có những hành vi gây hấn, khiêu khích như mở bạt che pháo để uy hiếp, sử dụng vòi rồng tấn công tàu của Việt Nam, sẵn sàng đâm húc gây hư hỏng cho tàu Việt Nam và làm bị thương một số kiểm ngư viên. Các bạn thân mến, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta tại bãi tư chính, khu vực hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đảng và nhà nước chỉ đạo các lực lượng chức năng của Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế để giải quyết vấn đề. Sự quan tâm của người dân đối với vụ việc này là rất rõ, qua đó thể hiện tinh thần yêu nước sâu sắc. Tuy nhiên, việc thể hiện tinh thần đó cần bằng những cách thức và thái độ phù hợp, cần hết sức bình tĩnh, kiềm chế, tránh thực hiện các hành vi hoạt động có thể gây kích động hoặc lây lan các biểu hiện mất kiểm soát.
dẫn đến càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Người dân các ngành, các giới trong nước cũng như ngoài nước cần đoàn kết chặt chẽ với nhau, các lực lượng chức năng dưới sự lãnh đạo của Đảng để củng cố sức mạnh của đất nước nhằm đấu tranh thắng lợi vụ việc này.